Anh học được em một điều rất thú vị là ở chỗ này, cái người mà ngáo thì không bao giờ người ta nhận mình ngáo đâu. Cẩn thận ý, là em đưa ba má em vào chỗ khó. Và nếu đợt này mà gọi được xác nào thì em nên giả lại ba má đi. Có những thứ mà mình sẽ không bao giờ giả lại được cho ba má. Xin chào tất cả các sếp, tôi là Hoàng Thạch, là CEO của Voice FM, ứng dụng sách nói, podcast và podcast hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hôm nay tôi đến đây để gọi số vốn lên đến 1.5 triệu đô la. Tuy nhiên, bởi vì luật chơi của chương trình, cho nên mức khởi điểm của tôi ngày hôm nay sẽ là 250.000 đô la cho 2.5%. Là một cái điều rất là khủng đúng không ạ? Tuy nhiên á, là chúng tôi chắc chắn là không có ngáo giá. Mọi người có thể thấy đây là một cái kệ sách rất là cồng kềnh. Voice FM ra đời để giải quyết cái nhu cầu bức thiết đó, đó là khách nói. Doanh thu của chúng tôi GMV năm 2020 gấp 20 lần so với năm 2019. Năm 2021 dự kiến gấp 10 lần so với năm 2020. Chúng tôi là một đơn vị 100% có bản quyền, tuân thủ luật lệ. Trên app của chúng tôi có hơn 2.000 quyển sách nằm gọn trong chiếc di động. Chúng tôi có một cái giọng nói trí tuệ nhân tạo. Đây là một cái giọng chúng tôi tự phát triển, hoàn toàn tự nhiên giống như người thật. Cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này nó giúp gì cho tụi em? Nó giúp cái giá thành của Voice FM xuống rất là nhiều. Thứ hai là cái tốc độ sản xuất sách nói nó trở nên nhanh hơn rất nhiều. Kết quả kinh doanh của bạn thế nào rồi? Năm 2020 thì kết quả kinh doanh của tụi em là 42.000 đô la và dự kiến trong năm 2021 là hơn 400.000 đô la GMV. Tại sao lại gọi là GMV? Tiền là ai thu về? Tụi em là thu từ Apple và Google, tức là GMV đó là tổng số giá trị mà khách hàng đã bỏ ra để thụ hưởng cái dịch vụ từ Voice FM. Sorry, tôi muốn tìm hiểu về cấu trúc giá. Ví dụ như GMV là 100%, khoảng 15% là phí để trả cho các nền tảng thu tiền, khoảng 25% cho tới 30% là phí bản quyền và khoảng 15% còn lại đó là cái phần mà tụi em đã tính dùng để trả tiền để mà tuyển người dùng vào cost to acquire customer. Cái GM của tụi em còn lại đâu đó khoảng từ 40 tới 50% trong cái GMV đó. Nếu em dùng cái voice hoàn toàn là máy thì rất dễ. Nhưng mà trong cái em demo vừa rồi á là rõ ràng là trộn lẫn giữa voice số và voice thật. Trong trường hợp đó thì em phải có một cái voice thật để em tạo ra một cái voice số. Đúng không? Anh muốn là trở thành một cái voice của em chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì em cần mất bao nhiêu lâu, mất bao tiền và cần bao nhiêu khoảng, bao nhiêu từ vựng để cái AI nó học được cái cái voice của anh. Rồi, tụi em cần một cái data là tương đương 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng audio. Ok. Bởi vì cái công nghệ này á, nó không phải là nó ráp từ được với lại giọng mà nó dùng cái spectrogram, tức là nó dùng những cái sóng âm để nó có thể define khi mà tụi em đưa vô cái từ đó mà cái từ đó nó không có trong cái phổ từ gốc nó vẫn đọc được. Nó giống như con nít nó ráp vần vậy, nó ráp phụ âm với nguyên âm mà nó có thể tự nhận biết cái từ đó đọc là gì. Này, nhưng mà anh bảo này, anh làm công nghệ 20 năm nay rồi thì đã giỏi công nghệ rồi thì người ta lại không thích nói đến công nghệ, người ta lại chỉ thích nói đến thị trường, bán hàng. Không, cái người mà giỏi bán hàng rồi ấy, thì người ta không nói chuyện bán hàng nữa. Vì công nghệ bây giờ nó giải quyết được hết. Bán hàng trong lĩnh vực công nghệ nó lại hơi khác bán hàng bất động sản. Với lại cũng khác là bán bảo hiểm nữa. Em nói về bán hàng đi. Break even thì tụi em vẫn chưa có đạt được. Nhưng mà hiện tại revenue so với operational cost là nó đạt được đâu đó khoảng 75% rồi. Nếu mà tụi em giữ được mức tăng trưởng hiện tại là mỗi tháng là đều tăng trưởng hai con số thì đâu đó khoảng tháng 9 năm nay là tụi em đã có thể đạt được break even point. Unique selling point của em. Với unique selling point của Voice FM á thì nó dựa trên ba cái tiêu chí. Thứ nhất á, kho nội dung có bản quyền. Thứ hai, tụi em cũng là đơn vị tiên phong trong câu chuyện đi bảo vệ bản quyền. Và cái cuối cùng, ngoài cái chuyện mà cái giọng đọc ra thì nó còn có những cái data ở trong cái app đó, là bây giờ khi mà bạn nghe càng nhiều, cái sở thích của bạn như thế nào để gợi ý nội dung. Trước khi chốt ấy thì anh muốn làm rõ một chút. Anh thấy em đưa ra một cái đề nghị là 250.000 đô cho 2.5% cổ phần. Em chia ra trong chi phí fixed cost là bao nhiêu, variable cost là bao nhiêu? Chi phí fixed cost của tụi em hiện tại là trung bình mỗi tháng là hơn 300 triệu. Trung bình một cái quyển sách của tụi em là trong vòng một năm có thể tạo ra là khoảng 1.500 đô la doanh thu. Trong 1.500 đô la doanh thu đó, chi phí để mua bản quyền, tức là ứng trước bản quyền và chi phí dùng để sản xuất á, là đâu đó nó khoảng 500 đô. Tức là như vậy là chi phí chiếm 30% rồi? Dạ, không phải chi phí 30%, tại vì 1.500 là một năm, nhưng mà hợp đồng của tụi em luôn luôn là từ 3 tới 5 năm. Thế mình phải tách ra cái fixed cost riêng và cái variable cost riêng, tức là chi phí biến động và chi phí cố định riêng. Bọn anh phải tính ra được dòng tiền để ước ra xem tại sao em định giá ra 250.000. Chính nên anh muốn làm rõ. Ok. Thứ nhá, 300 triệu là fixed
đúng không? Một năm là mất 3.6 tỷ rồi, như vậy 2020 là em được 42.000 chưa được 1 tỷ. Như vậy tích lũy 2 năm vừa rồi là em tổng lỗ bao nhiêu rồi? Tổng lỗ là hơn 3 tỷ. Tại vì tụi em còn phải, nhưng mà cái lỗ đó thì nó bao gồm là có fixed cost và đồng thời nó còn có một số cái là nó là đầu tư nữa. Vậy variable cost nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trên cái tiền em thu về được? Chi phí biến động thì thật ra hiện tại là nó vẫn đang tiếp tục sản sinh ra, bởi vì khi mà tụi em mua bản quyền mới thì nó lại càng phát sinh thêm vậy. Giống như kiểu anh đầu tư máy móc, anh phải biết cách phân bổ về một cái đầu một sản phẩm là tức là bây giờ ví dụ như tụi em gọi vốn như vậy thì kế hoạch sử dụng vốn của tụi em là như thế nào? Trong cái chi phí nội tại của em trong doanh nghiệp nó cũng có một phần variable cost quản lý doanh nghiệp. Thí dụ như em tăng lượng người view thì em phải tăng lượng nhân viên, thì cái tăng tỷ lệ thuận với cả doanh thu người ta gọi là chi phí biến động. Còn những cái mà nó fix lại, doanh thu tăng bao nhiêu nhưng nó không tăng ấy, thì cái đấy nó là chi phí cố định. À rồi. Hiểu chưa? Dạ rồi, em hiểu rồi. Thì chi phí cố định của tụi em nó khoảng 3, nếu mà sau này có phát triển thì phải từ 3 cho tới 400 triệu ít nhất là tới cuối năm 2021. Tức đến đâu thì nó dừng, từ 300 triệu đến đâu là nó dừng? Trong 300 triệu có lẫn không? Dạ, hiện tại là không có lẫn, hiện tại là tới năm 2021 cao nhất một tháng là 400 là hết. Cái việc nha, càng khi phát triển thì cái đứa copy nó càng lớn thì em lại phải đẻ ra cái đội ấy, thì đấy là chi phí biến động đấy, nó tăng thêm đấy. Dạ. Thì thật ra là em, dạ thì thật ra những cái đó là em đã tính rồi, thì tức là cái việc mà tụi em thuê cái đội đó thì tụi em không có trả theo cái chuyện là giống như là bao nhiêu thì bao nhiêu, mà tụi em trả theo lương tháng. Không, vì nếu em không tính được cái đấy, em không tính được thực, em nói là em làm lãi 3-4% nhưng anh không tin, em chưa tách được. Thế em đã đầu tư bao tiền vào đây rồi? 4 tỷ. Dạ. Tức là khoảng 200.000 đô. Ok, thế cái vốn này của em thì là em tự có hay là ba mẹ đài thọ hay là lấy từ đâu ra? Dạ, học bổng ba má đó. Học bổng ba má. Thế nếu mà mất tiền thì sao? Lúc mà em xin thì em cũng có nói là bây giờ đó, nếu mà thành công thì coi như là sau này con nuôi ba mẹ, còn nếu mà con không thành công thì sau này con cũng sẽ ra ngoài con đi làm được. Thật ra là em nghĩ là trong một cái hành trình khởi nghiệp thì mình cũng cần có một cái sự an toàn về mặt tài chính và về mặt nghề nghiệp. Đối với em thì em nghĩ là cái này mà nó không có thành công thì em vẫn có gia đình để chống đỡ, thì như vậy có nghĩa là cái sự sáng tạo của em á nó sẽ luôn luôn được bảo đảm. Cái này thì tôi xin phép chốt sau cùng. Mời các sách khác. Thực sự là chị cũng rất thích sản phẩm này của em, nhưng mà với cái sản phẩm này á thì chị thấy là cái tính cạnh tranh nó quá cao. Có thể là chị là khách hàng của em chứ chị không đầu tư. Nếu như anh đầu tư cho em thì em tính toán là sau bao lâu anh có thể thu hồi vốn được? Để mà thu hồi vốn thì nó sẽ có hai cách. Ví dụ như là trong những cái vòng sau, anh có thể thu hồi vốn bằng cách bán cổ phiếu secondary. Cách thứ hai, nếu mà thu hồi lại theo cái dạng cổ tức á, đâu đó nó sẽ rơi vào trong năm 2024. Em tính như nào? Em thử tính bức tranh tài chính, tính như nào ra đến 2024 thu hồi được? Năm 2021 á, tụi em dự kiến á, là 400.000 đô la. Thế 4 tháng vừa rồi được bao nhiêu rồi? 4 tháng vừa rồi là tụi em là được 50.000. Thế làm sao mà từ giờ đến cuối năm lại được? Rồi, 21 400 ngàn, thế 22 bao nhiêu? Dạ, năm 2022 là tụi em đang dự kiến là khoảng 3 triệu đô la tiền GMV. 23? Dạ, 23 thì là tụi em đang dự kiến là 10 triệu. 24? Dạ, 24 thì thật ra em chưa tính, nhưng mà nếu mà gọi là có ước mơ một chút thì em dự kiến là phải xoay với gấp đôi, là 20 triệu đô như la. Như vậy đến GMV, lợi nhuận tích lũy của đến hết 2023 thì được khoảng bao nhiêu? Dạ, lợi nhuận tích lũy như vậy thì em dự kiến là khoảng 50% trong số những cái con số mà em vừa mới nói. Không được. Thế thì làm sao thu hồi vốn được, đúng không? Em đang định là 10 triệu đô mà. Dạ, em tính 10 triệu đô, nhưng mà 10 triệu đô đó không phải là toàn bộ là vốn bỏ vô là 10 triệu đô. Em chỉ kêu gọi có 1 triệu rưỡi thôi. Anh học được em một điều rất thú vị là ở chỗ này, cái người mà ngáo thì không bao giờ người ta nhận mình ngáo đâu. Cẩn thận ý, là em đưa ba má em vào chỗ khó. Và nếu đợt này mà gọi được xác nào thì em nên giả lại ba má đi. Có những thứ mà mình sẽ không bao giờ giả lại được cho ba má. Thế anh khuyên em, còn anh không đầu tư. Bây giờ đi chọn startup ấy là chọn người đấy, nên chỉ nhìn tướng thôi. Nên anh quyết định là nếu em đồng ý thì anh đầu tư 250.000 lấy 15% cổ phần. Đấy là offer của anh. Down round rồi. Down round. Xác bình đi. Chơi đi. Chơi thì chơi lớn đấy. Cái này anh thấy nó cũng rất là đúng với cái định hướng đầu tư của anh. Đó là đầu tư cho các startup chuyển đổi số. Thì của em là cũng là chuyển đổi số văn hóa đọc. Cái nhà đầu tư cũ của em đã định giá post money là 3.125.000 rồi, thì anh cũng tôn trọng. Mặc dù anh rất băn khoăn về startup của em, chắc là vẫn phải vật nhau để tìm long mạch đón gió đông nhiều lắm. Anh có thể đưa ra một cái deal này, anh có thể đầu tư 500.000 đô với định giá pre money là 3.5 triệu. Nhưng với điều kiện thứ nhất là em phải tặng cho anh 7.5% cổ phần advisory share. Anh sẽ giúp cho em đấy, nhiều thứ, tức là tổng sẽ là 20%. Cộng với lại cái việc cam kết làm đúng những cam kết mà em đã nói tháng 9 là sẽ break even, rồi năm sau đạt 3 triệu GMV. Nếu mà không đạt được cái điều kiện đấy thì anh có quyền put option. Tại sao tôi lại xin được cái quyền chốt cuối cùng? Tất cả những cái gì mà bạn đang làm khá là hay, thú vị, AI cũng là một điều tôi thích, sách cũng là điều thích.
Nhưng mà về offer thì tôi không offer tốt được như là Sắc Bình. Tôi sẽ xin rút, tôi không đầu tư. Đây, bây giờ bạn có hai lựa chọn là Sắc Phú và Sắc Bình. Chắc chắn là em không thể nào đào rau được. Tụi em sẽ không chấp nhận về cái đề nghị của Sắc Bình. Advisory share mà 7.5% thì đối với em thì đó là một cái offer nó quá nhiều. Cái performance của startup của mình anh thấy là nó hơi nhỏ. Trong khi em khẳng định là em là số 1 thị trường, nhưng mà năm nay bán được có khoảng chưa đến 10 tỷ tiền sách. Thì em offer ngược lại là bây giờ đầu tư 500 ngàn với cái số lượng share đó là 5% cộng thêm 1% advisory share. Nếu mà sếp đồng ý dành khoảng 20 tiếng đồng hồ một tuần cho với tụi em. Tôi không đồng ý. Thì nếu sếp không đồng ý thì bây giờ sếp có một cái offer nào khác hay không? Với cái performance hiện nay của em thì tôi không thể có offer nào tốt hơn. Đấy là offer cuối cùng. Thì nếu vậy em trả lời là không đồng ý. Rồi, chúc em thành công. Chúc em thành công.